Đa Mỹ, Tiểu Bạch Dương, tác giả Thủy Thiên Thừa, người đọc Châu Gia Thiện, phiên ngoại Vườn Trường Du Ký. Vào hai ngày cuối tuần nọ, khi mùa xuân sắp kết thúc, chính là lúc trường của Du Phong Thành đang tổ chức đại hội thể dục thể thao. Hai ngày này cũng là khoảng thời gian hiếm hoi khi mà người nhà được cho phép đi vào khu vực bên trong trường để thăm viếng. Bạch Tân Phụ vẫn luôn hiếu kỳ đối với ngôi trường đó. Lần trước tới tham gia buổi lễ tốt nghiệp cũng chỉ được đứng ngoài sân thể dục. Cậu rất muốn ghé qua ký túc xá của Du Phong Thành coi như thế nào. Cậu cố ý ăn bận đồ thể thao, muốn khiến cho mình giống như sinh viên đại học. Cậu trực tiếp lái xe đến bên dưới ký túc xá của Du Phong Thành, bấm còi máy hỏi. Chỉ chốc lát sau, đã thấy Du Phong Thành chạy xuống. Tân Vũ à, ở đây. Bà Tân Vũ bước tới. Chỗ này ghê gớm thật nha, tôi tìm cả nửa ngày trời đó. Tại vì hôm nay tôi hơi bận một chút, nếu không thì tôi đã đi đón anh rồi. Du Phong Thành ôm lấy bờ vai của cậu, từ dịp bốn bề vắng lặng, thấp giọng bảo. Một tuần này không thấy anh, tôi nhớ đến chết luôn rồi đó. Bạch Tân Vũ cười đáp. Tôi cũng nhớ cậu chứ, bây giờ đang không phải học thì còn bận cái gì chứ. Đại hội thể dục thể thao à? Đúng, đang chuẩn bị những cái bước cuối cùng trong khâu tổ chức nè. Ngày mai tôi còn tham gia rất nhiều hạng mục nữa. Lúc mà cậu chạy không có vấn đề gì chứ? Thì chắc chắn không có nhanh nhẹn như lúc trước kia rồi, nhưng mà thắng cái đám học sinh này vẫn là thừa sức rồi. Bạch Tân Vũ dỗ xuống bắp đùi của hắn ta, mập mờ cười. Cũng đúng ha, tôi tự mình kiểm nghiệm qua rồi. Du Phong Thành nhéo nhéo cái lòng bàn tay của cậu. Nè đi, dẫn Anna đi thăm thú ký túc xá của tôi một chút. Hai người lên trên lầu. Du Phong Thành đẩy cửa ký túc ra, một làn gió trong lành phả vào trong mặt, khiến cho người ta thần thanh khí sảng. Ký túc xá này là loại thông dụng dành cho bốn người. Phần bên ngoài là bàn, tủ quần áo, bên trong chính là giường. Nhưng mà trong ký túc xá chỉ có hai người ở. Bạch Tân Vũ vẫn luôn tò mò về bạn cùng phòng của Du Phong Thành. Vừa định hỏi, đã thấy cửa phòng vệ sinh mở, một cậu trai vô cùng sáng láng bước ra từ bên trong. Anh Du, anh đi đâu vậy chứ? Cậu ta nhìn thấy Bạch Tân Vũ, ngẩn người, lập tức trưng ra một nụ cười mập mờ. Anh Du à, đây là bà xã của anh, có đúng không chứ? Du Phong Thành cười đáp. Đúng rồi, nè, gọi chị dâu nhanh đi. Dạ, chị dâu. Chào cậu. Bạch Tân Phụ quay đầu về cái phía của Du Phong Thành, cười mắng. Cậu muốn anh đánh à? Du Phong Thành đắc ý bảo. Nè, bọn họ chính là biết hết đấy mà. Ngón tay của hắn ta chỉ vào cái màn hình máy vi tính. Trên màn hình rõ ràng chính là ảnh chụp của hai người vận quân trang, đứng sát cạnh nhau. Bạch Tân Vũ nhớ rất rõ cái tấm ảnh này, là học sinh chụp cho họ lúc mà huấn luyện quân sự ở Khố Nhi Lặc. Trong bức hình, hai người cười đến vô cùng sáng lạng. Đây là tấm hình đẹp nhất của cậu và Du Phong Thành. Bạch Tân Phụ ngoài miệng thì mắng. Nè, cậu sống khởi người ta nhìn thấy là đố kỵ sao chứ? Trong lòng lại trộn tràn nhảy múa. Du Phong Thành cười nói. Nè, giới thiệu một chút nha, đây chính là bạn cùng phòng của tôi, anh cứ gọi cô ta là Tiểu Thảo, cỏ nhỏ là được rồi. Tiểu Thảo à, đây chính là chị dâu của cậu, Bạch Tân Vũ, nhớ cho kỹ đó, chớ có nói là tôi giấu giếm, không cho các cậu gặp mà nữa nha, chẳng qua là chưa có cơ hội thôi. Tiểu Thảo cười hì hì. Dạ, nhớ kỹ rồi mà, lát nữa em sẽ lập tức đi quay với tụi nó, em chính là người đầu tiên được nhìn thấy chị dâu à. Chị dâu là còn đẹp trai hơn so với ở trong hình nữa. Bạch Tân Vũ cười ha ha. Cái thằng nhóc nhà cậu tính mắt thiệt đó. Mới đầu, cậu lại còn cảm thấy có một chút không được thoải mái lắm vì Du Phong Thành ở cùng phòng với đàn ông. Giờ thì đã yên tâm hoàn toàn rồi. Tuy là dáng dấp của đứa trẻ này không tệ, nhưng mà chắc chắn không có đẹp trai hơn mình. Nè, anh Du à, anh có mang chị dâu đi cơm không chứ? Đi, nè, cậu đi bảo với Lão Tam đi, đến căn tin số 2 ngồi đó. Đợi một lát nữa, bọn tôi sẽ qua. Dạ được. Tiểu Thảo vừa đi rồi, Du Phong Thành đã không chờ được mà áp Bạch Tân Phụ lên trên ván cửa, điểm hồn cái đôi môi của cậu. Anh có biết không chứ, tôi rất nhớ ký túc xá khi cậu báo tuyết đại đội đó. Lúc đó trong ký túc xá chỉ có hai chúng ta mà thôi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bạch Tân Vũ cười đáp. Cũng đúng nha, giường hẹp như thế
mà vẫn phải nằm chung. Tôi thích mà. Du Phong Thành hôn từ cái phía môi trượt xuống cổ, nóng mộng, mút mát. Cái tay cũng dò vào trong quần của Bạch Tân Vũ. Đã lâu rồi không được thấy anh mặc quần thảo thể thao đó, trông rất non. Thật sao? Bạch Tân Vũ vui vẻ mà hôn hắn ta một cái. Giống sinh viên không chứ? Giống. Du Phong Thành vén áo của Bạch Tân Vũ lên, một cái hớp ngậm chặt lấy nấm tích nhỏ màu nâu, dùng đầu lưỡi để đùa giỡn. Bạch Tân Vũ vuốt ve tấm lưng rắn chắc của hắn ta, thở hổn hển nói: "Nè, không phải muốn đi cùng hay sao chứ? Một tuần nay không gặp rồi, bọn họ có thể hiểu được mà." Bạch Tân Vũ cười mắng: "Mới còn mẹ nó một tuần thôi mà. Nè, đừng có liếm nữa chứ. Thoải mái không?" "Nè, tôi đâu phải là con gái đâu chứ, liếm cho nó sao mà thoải mái được." Du Phong Thành cười nhẹ hai tiếng: "Cũng đúng thôi, vẫn là phòng bảo đến cậu chàng này." Một tay của hắn ta ôm lấy Bạch Tân Vũ, đặt lên trên bàn của mình, sau đó cởi quần của cậu. Bạch Tân Vũ kinh ngạc hỏi: "Nè, cậu thực sự là muốn làm ở đây sao chứ?" "Đương nhiên rồi, tôi chỉ là muốn chơi anh ở chỗ này không biết bao nhiêu lần rồi đó." Du Phong Thành gạt phăng đi quần áo của cậu, tách hai cái bắp đùi của cậu ra, ngón tay quệt lấy một chút kem bôi trơn rồi liền chen vào trong mật huyệt kia. Bạch Tân Vũ ngồi trên bàn, hai chân quặp lấy hông của hắn ta, thấp giọng bảo: "Nè, cậu khóa cửa chưa chứ?" "Khóa rồi." "Nè, hình như là không chứ, tiểu thao trực tiếp đóng cửa rồi đi mất mà." "Nè, anh tập trung một chút nào." Du Phong Thành dùng sức để ngăn chặn môi của cậu, có một chút thô bạo mà hôn. Hai ngón tay khép lại rồi kéo ra, đưa vào trong động thịt ướt át của Bạch Tân Vũ, chậm rãi tách mở đường vào miếng chặt. Chỉ một tuần không gặp mà khát vọng của hắn ta đối với cơ thể này đã gần như là điên cuồng. Bạch Tân Vũ vừa đáp lại nụ hôn nhiệt thành, lại vừa cởi đai lưng của hắn ta, duỗi tay nắm lấy đại bảo bối đã cường to, dè vuốt qua lại. Du Phong Thành mập mờ mà cười: "Cưng cũng thèm mà." "Nói nhảm." Bạch Tân Vũ thực lực không dám tưởng tượng thân thể của chính mình đã biến thành cái hình dạng gì. Chỉ bị cái ngón tay của Du Phong Thành cấm mấy hồi thôi đã cảm thấy khoái cảm cường liệt, phía trước ngay lập tức đã cường cứng. Du Phong Thành rút ngón tay ra, đổi lại bằng cái cây gậy lớn của mình, động thêm một cái sáp vào trong vách tường nóng bỏng. Đào thịt tựa như rắn rút vào cái chỗ sâu nhất bên trong vách tường. Lúc mà cồn thịt của Du Phong Thành bị vách thịt bao lấy khít chặt chẳng còn khe hở, hai người đồng thời phát ra tiếng thở dốc thỏa mãn. Bạch Tân Vũ ôm lấy cổ của Du Phong Thành, năm ngón tay đan vào mái tóc dậy, nhẹ nhàng ủi mông, im lặng thúc giục. Du Phong Thành bắt đầu hung hăng mà thúc vào, biên độ động tác của cả hai người quá cao, cả cái bàn đều lay động theo, sách vở chén tách, máy vi tính ở trên bàn đều kêu lạch cạch, dường như cả thế giới đều đang hưng phấn cùng với bọn họ. Bạch Tân Vũ khắc chế không đặng mà bật ra tiếng rên khó nhịn. Chỉ một tuần không gặp mặt, khát vọng của cả hai người đối với nhau đã có thể dính chết người. Không biết bao nhiêu lần cậu tỉnh dậy lúc nửa đêm, nghĩ đến người bên gối không có ở đó, đột nhiên lại cảm thấy trống rỗng, thân thể trong lòng đều trống rỗng. Chỉ có khi ôm siết lấy Du Phong Thành, nhất là khi hai người thực sâu kết hợp, cậu mới cảm thấy được cái nỗi thư thái không gì sánh bằng. Du Phong Thành cứ thúc đến cả trăm lần dưới cái tư thế này, cái bàn dường như cũng bị bọn họ đụng thành mấy cái mảnh nhỏ. Rồi hắn ta mới rút cái ghề thịt ướt nhẹp ra, ôm lấy Bạch Tân Vũ rời khỏi bàn, xong lại để cho cậu đưa lưng về phía của mình, nửa người đặt ở trên bàn, tách hai cánh mông dính nhớp một mảnh ra. Đào thịt hung hăng thọc vào từ phía sau. Bạch Tân Vũ hô lên một tiếng, không ngừng trung chạy vì tức hước và lực đạo của dương vật đang xâm lấn. Du Phong Thành gùa lấy tay của Bạch Tân Vũ, mười ngón đan vào nhau, thở gấp: "Gọi ra đi Tân Vũ à, gọi ông xã đi." Bạch Tân Vũ khàn khàn đáp: "Cách ở mật chỗ này, đừng đừng dùng sức như vậy chứ, Du Phong Thành à." "Kệ nó, cứ gọi đi, tôi nghe mà." "Ông xã, nhẹ một tí đi, chậm một chút,
Sướng không chứ? Tần Vũ à, chị cần có sướng không? Nói đi. Vũ Phong Thành ôm lấy hông của cậu, vòng eo điên cuồng rung động, gậy thịt lớn cứ thúc vào trong mật huyệt khích chặt, tựa như đinh đóng cọc. Mông thịt của Bạch Tân Phụ bị đụng đến nghe bép bép, viên mông trắng nọn cũng đã bị sáp đến đỏ lên. Sướng, rất sướng. Vũ Phong Thành tựa như một con thú quan, trong con người sâu thẳm là dục vọng xâm lược và độc chiếm điên cuồng. Nè, nói nhiều một chút đi. Nói rằng em thích tôi chơi em đi. Nói thích ông xã. Em thích ông xã. Chơi em. Ông xã đây cũng rất là thích chơi em đó. Ngày nào cũng nghĩ tới em hết. Dù Phong Thành bẻ lá cầm của cậu qua, hung hăng mà múc lấy phiên mồm của cậu, vừa hôn lại vừa mê loạn nói: Tôi yêu em, tôi yêu em. Tần Vũ à, tôi yêu em. Viền mắt của Bạch Tân Phụ nóng lên, cơ thể đang vui vẻ điên cuồng khiến cho cậu mấp mé cái bờ vực tan vỡ. Nhưng mà so ra lại kém một cái câu bày tỏ tha thiết yêu thương của Du Phong Thành, khiến cho cậu lại càng thêm thỏa mãn. Cậu khàn khàn mà đáp: Em cũng yêu anh. Du Phong Thành không biết mệt mỏi, cứ hung hãn mà thúc vào, chất lỏng chảy ra từ trong mật huyệt cứ tí ta tí tách, làm ướt cả một mảng nhỏ gạch men sứ. Bạch Tân Phụ bị lỏng đến cơ hồ mất đi lý trí, yết hầu gần như là cầm nín, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở nhỏ vụn. Chọc cho dục hỏa của Du Phong Thành lại càng thêm tăng vọt, căn bản chẳng có muốn bắn ra, chỉ nghĩ là hung hăng làm cho người dưới thân. Nghe người đó gọi, nhìn người đó rơi lệ, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của người đó. Ông xã, chưa không nổi nữa rồi, bắn đi mà. Chưa được. Thiệt mà. Bạch Tân Phụ mê loạn mà nũng nịu: Ông xã, xuất đi mà, em chịu không nổi nữa. Du Phong Thành cười nhẹ đáp: Nhìn thêm chút nữa đi, đây chính là số lượng tích cả một tuần qua đó. Nè, đừng có bắn vào trong mà, còn phải ra ngoài đó. Du Phong Thành mắt điếc tai ngơ, tốc độ ngược lại càng lúc lại càng nhanh hơn. Trời, cho Bạch Tân Phụ không có phát ra được một tiếng rên rỉ hoàn chỉnh nào nữa rồi. Khoái cảm tựa như là thiên đường và địa ngục, nó đang đan xen khiến cho thân thể của cậu không ngừng trung chạy. Tính khi đã bắn qua một lần lại cứng lên đến đau đớn, lối vào không ngừng trĩ ra nước. Đang lúc dục vọng của hai người được đẩy lên cao trào, sắp đạt đến cái điểm giới hạn trí mạng kia, nghe rầm một tiếng, cửa ký túc xá mở ra mà chẳng hề báo trước. Tiểu Thảo lộ mạng vọt vào: Nè anh Du à, sao điện thoại của anh lại không gọi được chứ? Con bà nó à. Cậu ta sợ đến nỗi lùi lại mấy bước, tí nữa thì té ngửa ra rồi. Đại não bị khoái cảm hành hạ của Bạch Tân Phụ đã tìm về một tia lý trí. Thấy con người đột nhiên xông vào, trong não vang ùng lên một tiếng, đột nhiên kinh sợ, quỳ sau chực thích lại. Cái đệt. Du Phong Thành chửi một tiếng, không thèm quay đầu lại mà quát: Cút ra ngoài. Tiểu Thảo lực đực mà chạy ra. Du Phong Thành bị cái đồng thịt kia múc chặt lại, cũng là không có khống chế nổi mà chợt bắn ra. Bạch Tân Phụ bị kinh sợ cũng mất đi tự chủ, phát tiết cùng lúc với Du Phong Thành. Động thịt bị thao lộng, mà xác không biết bao nhiêu lần của Bạch Tân Phụ đã vô cùng mẫn cảm. Lúc bị tinh dịch sậm sệt đặt nóng tưới vào, nhận được kích thích cực lớn đó, cao giọng mà hét lên, vách tường cũng càng thêm mạnh liệt co rút lại. Du Phong Thành nhất tiết thiên lý, triệt để bắn cho thống khoái, mà dịch thể của Bạch Tân Phụ mới bắn ra đều thấm hớt ướt hết lồng ngực của cậu. Ước chừng nửa phút sau, Du Phong Thành mới bắn sạch sẽ. Hắn ta rút dương vật đã mềm nhũn ra, chất lỏng trắng đục lập tức tí ta tí tách ứa ra từ trong mật huyệt sưng đỏ của Bạch Tân Phụ, chạy xuống theo bắp đùi thon dài của cậu. Bạch Tân Phụ vô lực ghé trên mặt bàn, hai mắt vô thần, dự vị sau cao trào đã khiến cho đầu óc của cậu trống rỗng. Du Phong Thành cúi người hôn lên trên chân mày của cậu: Bà xã, bộ danh này của cưng thì là phạm tội mà. Bạch Tân Vũ theo thao mắng: Cút đi,
Người về rồi, người mới đi vào trong phòng, không phải là bạn cùng phòng của cậu à? Thôi kệ đi, đừng có để ý tới cậu ta. Cậu ta cũng đem bạn gái về nhà mà. Bạch Thường Phụ suy nghĩ một lúc, vậy mà lại nở ra nụ cười. Chắc chắn là hụt chết cậu ta luôn rồi. Dù Phong Thành cũng thấp giọng mà cười rộ lên. Đáng đời, mong của bà xã nhà này đều cho anh ta thấy qua rồi đó. Quá bởi cho anh ta rồi. Bạch Thường Vũ nghiêng đầu qua cái chỗ khác, hồn hắn ta đến chút một cái. Nè, mong công như thế không sợ người xem. Dù Phong Thành vỗ vỗ lên trên mông thịt, cảm giác rất là tốt kia. Ngón tay tiến vào cái khe nhỏ ẩm ướt khoái lộng, mềm quá đó. Nếu có thời gian, thật là muốn chơi tiếp một lần nữa. Bạch Tân Vũ đẩy tay của hắn ta ra. Nè, đứng lên đi, cậu muốn đi tắm đó. Cậu đúng là không cần mặt mũi mà. Bạn của phòng của cậu thì là đáng thương đó. Dù Phong Thành không ngừng nhẹ cười. Cùng tắm đi. Bạch Tân Vũ mới vừa muốn cự tuyệt, đã bị Dù Phong Thành vừa kéo lại vừa ôm mang vào trong phòng tắm. Cậu còn chưa có kịp đứng vững, gãy thịt thích làm bậy của Du Phong Thành đã cường cứng lên, không cho cậu một cơ hội để mà thở, chèn vào từ phía sau thêm một lần nữa. Bạch Tân Phụ hét lên một tiếng, thân thể chợt trung chạy, bị Du Phong Thành áp ở trên tường, lần nữa bắt đầu cái cuộc chinh phạt tựa như vĩnh viễn không ngừng. Hai người chờ đến khi trời tối đen mới nhận ra bụng đói ra vang lên, mà họ tắm rửa thay quần áo. Du Phong Thành cầm điện thoại lên nhìn, mới phát hiện ra điện thoại hết pin nên đã tự tắt. Hắn ta mở điện thoại ra, gọi lại cho Tiểu Thảo, hỏi ngồi cái chỗ nào, đoạn dẫn Bạch Tân Vũ ra cửa. Bạch Tân Vũ mới bị chơi đến cái độ nhụng cả chân ra, lúc xuống lầu có một chút không được tự nhiên. Du Phong Thành trộm cười bảo, nè, nếu mà tìm được đi, tôi sẽ bảo bọn họ mang cơm về. Bạch Tân Vũ trợn mắt, dở dẫn. Du Phong Thành ôm lấy hôn của cậu, hôn đánh chuột một cái. Nè, lát nữa anh có ngại không chứ? Miệng của cái tên Tiểu Thảo kia không kính lắm đâu nha. Bạch Tân Vũ liếc mắt đáp, quản trời quản đất, quản gì đến cái chuyện người ta làm tình chứ. Ngưỡng cái gì mà ngưỡng. Du Phong Thành cười ha ha nói, thật không hổ là bà xã của tôi mà. Đi, đêm nay uống xem được là sao mấy người ngất. Bạch Tân Vũ cười hì hì, không thành vấn đề đâu. Để cho bọn họ mở mang được tầm mắt một chút, hai tiếng chị dâu này cũng chẳng có phải là gọi cho có thôi. Du Phong Thành thừa dịp hành lang không có người, niết lấy cầm của Bạch Tân Vũ, dùng sức mà hôn cậu một cái. Nhìn vào trong mắt của cậu, rồi nghiêm túc nói, Tân Vũ à, tôi có anh ở đây, đã cảm thấy mình có tất cả rồi, anh có hiểu không chứ? Bạch Tân Vũ hiền hậu mà cười đáp, hiểu, tôi cũng thế mà. Cho nên tôi rất là hiểu. Hai người nhìn nhau cười, đều thấy được tình yêu ngập tràn ở trong mắt của đối phương. Bởi vì có người kia ở bên cạnh, sẽ không còn trống rỗng, cô đơn, lạc lõng nữa. Bọn họ chính là xương sườn của người kia, chỉ có khi gắt gao ôm lấy mới có thể là một con người hoàn chỉnh. Từ sau cái lần ân ái ở trường của Du Phong Thành bị bạn cùng phòng bắt gặp, danh tiếng của Du Phong Thành vốn đã gây gió thổi mây vần toàn trường, giờ lại càng vang dội hơn, nhoáng cái đã thành truyền kỳ. Du Phong Thành được nghỉ hè, bèn về nhà kể chuyện này cho Bạch Tân Vũ nghe. Bạch Tân Vũ nghe xong ôm bụng ra cười lan lộn khắp giường, tỏ vẻ cái chuyện vặt gì căng. Chọc cho Du Phong Thành ngứa ngáy ở trong lòng, nhào tới tự như sói, cụ cụ vào trong cái phần eo nhạy cảm của Bạch Tân Phụ. Bạch Tân Phụ vừa nguýt vừa đạp, vừa cười lại vừa phản kích lại. Hai người lăn lộn ở trên giường một hồi lâu, mãi đến khi mà mệt phờ, thở phì phò, giang chân giang tay nằm vật ra thành hai cái hình chữ đại song song ở trên giường. Bạch Tân Vũ lại còn tỏ ra cái vẻ ngay thẳng. Cái tên Tiểu Thảo kia, khốn kiếp kia, lắm mồm tên là đó. Nhất định như là đang ghi hận lần trước tôi đã chú hắn ta lên ói mà. Nè, tôi đã rắn gần của hắn ta một lần rồi, hắn muốn chơi xỏ lại đó. Cái thằng nhóc này. Du Phong Thành phiền muộn mà bảo, trường của tôi vốn đã thừa nam thiếu nữ, lần này chính là tiêu rồi, chốc chốc lại có mấy đứa thần kinh đến làm phiền tôi. Bạch Tân Vũ lập tức cảnh giác, xoay người một cái, ấp sấp ở trên người của hắn ta.
chằm chằm mà nhìn vào đôi mắt sâu của Du Phong Thành. Ơ, nè, có gì hả? Có người đã để ý đến cậu sao chứ? Nè, trường của tôi nổi tiếng là ghê nhiều, nhan nhãn đó. Trước đây, đã có kẻ đến quấy rầy tôi rồi. Giờ đây cái chuyện đồng thổi khắp nơi, người nghe ngóng được mà bu đến lại còn nhiều hơn nữa có. Du Phong Thành nhé một cái lên trên cái bờ mông cong mẩy của cậu. Ai biểu chồng của cưng lớn lên đẹp trai đến như vậy chứ hả? Bà Tân Vũ nhè mắt. Con mẹ nó, con không nói là cậu đã có chậu rồi à? Tôi nói mẹ nó từ ngày đầu tiên nhập học là đã có bà xã rồi, cũng chẳng có cản được đó. Bà Tân Vũ có một chút khó chịu nên một đấm xuống người của hắn ta. Du Phong Thành ăn đầu ho khan ra cái tiếng kêu lên. Má nó, anh đánh tôi chi chứ? Có phải là lỗi của tôi đâu chứ? Cho vui. Hết nè, phải lý do đó không chứ? Không phải. Du Phong Thành ôm lấy hông của cậu, cậu muốn chinh cho cậu một phen. Tiếng chuông điện thoại sát phong cảnh đột nhiên lại tré lên. Bạch Tân Phụ vừa nhắc nghe tiếng chuông đã liền muốn bật dậy. Hết nè, điện thoại con trai tôi. Sao lại biết chứ? Anh cài chuông điện thoại riêng cho anh qua đó hả? Du Phong Thành đại phát ghen tuông, đè người của cậu xuống không cho thoát. Bà Tân Vũ cười đáp. Nè, có nhờ một cú điện thoại thôi mà cũng phải khó khăn như vậy sao? Du Phong Thành hừ một tiếng, hầm hực buông lỏng tay ra. Bà Tân Vũ bỏ qua nhận điện thoại, vừa mở miệng có hơi một chút hổn hển. Alo anh ạ. Ở đầu dây bên kia, Giảng Tuy Anh im lặng mất 2 giây. Thằng nhóc nhà mi đang làm cái gì đó? Chạy bộ. Dơ dẫn, ngồi thẳng lại. Tao để bàn chuyện chính sự với chúng mày nè. Bà Tân Vũ thật thà mà ngồi thẳng người lại. Du Phong Thành liếc qua, trừng ra cái vẻ mặt khó chịu. Hôm qua các ship trong quân ngũ đã gọi điện cho tôi đó, tao đó. Nói quy trình bán đấu giá mảnh đất kia chính là có vấn đề. Chúng ta phải qua đó họp lại một lần nữa. Lần này anh của mày đi không được. Chúng mày đi đi. Đi, ngay bây giờ sao chứ? Bây giờ, lập tức, ngay lập tức. Dạ được rồi, em. Du Phong Thành giằng lấy điện thoại. Anh à, chị Du không đi không được hay sao chứ? Em với Tiêu Vũ không gặp nhau đã 1 tuần rồi đó. Giảng Tuy Anh lạnh lùng đáp. Không. Đoạn cúp điện thoại. Du Phong Thành quăng điện thoại lên trên giường một nhát, hiếp mắt mà nhìn Bạch Tân Vũ. Bạch Tân Vũ vỗ vỗ má của hắn ta. Ông xã ngoan à, chờ tôi về nha. Nói xong, nhanh nhẹn mà nhảy xuống khỏi giường. Du Phong Thành ôm cậu, duỗi đầu vào trong lưng của cậu, lầm bầm. Nè, bao giờ mới về chứ? Rất nhanh thôi. Nè, tôi không có chấp nhận cái đáp án này đâu. Mà Tân Vũ bất đắc dĩ mà nói. Tôi cũng không biết là bao lâu nữa. Du Phong Thành bực mình mà hướng ngay xuống cái thắt lưng của cậu, cắn cho một cái, ôm không thả. Bạch Tân Vũ cười mắng. Ây da, nè, là bị sao nữa chứ? Mỗi tuần lúc cậu đi học, tôi cũng có như thế này đâu chứ. Du Phong Thành hậm hực, buông lỏng tay. Nè, đi, tôi lập tức đi cho anh. Xong việc rồi, tôi sẽ đến ăn cơm. Bạch Tân Vũ chợt nhảy bổ lên trên người của hắn ta. Khởi giá, cổng đã ra vào trong phòng, thay quần áo nào, nhanh lên. Du Phong Thành lái xe đưa Bạch Tân Vũ đến trước công ty. Hai người triền miên hôn mấy cái. Bạch Tân Phụ mới xuống xe, sửa xe lại trang phục cho thẳng tớm, đi lên trên văn phòng. Du Phong Thành nhìn bóng lưng trắng trợn của Bạch Tân Phụ, trong mắt ngập tràn yêu thương cùng với khát vọng độc chiếm. Hắn ta cứ như vậy mà ngã lên trên tay lái, lặng lặng nhìn theo. Mãi đến khi tâm lưng kịp biến mất sau bức tường, hắn ta vừa trở về lưng ở trên ghế. Hít sâu một hơi, mở ra khoang xe bên cạnh tay lái, lấy ra một chiếc hộp vải nhung màu đen thiếp vàng từ bên trong, ngậm nghe cái hộp nhỏ giữa những ngón tay thon dài một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng mở ra. Trong hộp, một đôi nhẫn nam được làm bằng bạch kim lặng lặng nằm đó, dáng vẻ trang nhã đơn giản. Mặt nhẫn bằng kim cương nhô ra giống với hình một con hổ do chính hắn ta thiết kế. Bên trong nhẫn khắc tên tiếng Anh của họ được viết tắt. Vốn hôm nay Du Phong Thành đã an bài việc trao nhẫn xong xuôi đâu vào đấy, cuối cùng lại bị một cuộc điện thoại của Giảng Tuy Anh quấy nhiễu. Hắn ta bực. Mới là lạ đó, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái cặp nhẫn kia, nghĩ tới phản ứng của Bạch Tân Phụ
khi nhận được chiếc nhẫn này, nhìn không được mà nở ra một nụ cười ngây ngốc. Đợi trong xe mãi đâu khoảng 2 tiếng đồng hồ, Bạch Tân Vũ vội phải đi ra khỏi công ty. Vừa lên trên xe, liền thấy nóng. Bèn lẳng áo vest ở ngoài ra sau ghế sau một cái, rồi kéo cà vạt xuống. Cơ ngực dưới áo sơ mi trắng phập phồng tự nhiên ẩn hiện. Cô cứ bảo, nè, rốt cuộc cũng đã vuốt xong rồi. Đi nào, chúng ta đi ăn. Nè, mang cái gì đây chứ? Du Phong Thanh đáp. Lần trước bạn của tôi dẫn tôi đến một quán ăn kiểu Nhật đó. Chỗ đó cũng được lắm. Được đó. Hai người lái ô tô đến nhà hàng. Dọc đường đi, Du Phong Thành có hơi nhấp nhợm ở trong lòng. Lúc dừng đèn đỏ thiếu chút nữa là đã tông vào trong đuôi xe của người ta. Bạch Tân Vũ không khỏi lo lắng. Phong Thành à, có phải còn ngồi đợi trong xe lâu quá, não thiếu suy rồi chứ? Chỉ có anh mới thiếu suy lên não đó. Nè, tôi đây chỉ là quan tâm cậu thôi mà. Không sao đâu. Nè, có phải cậu có tâm sự gì không? Bạch Tân Vũ nháy mắt. Bộ đang nhớ tới con nhỏ nào hả? Du Phong Thành nín cười. Nhớ anh đó. Nhớ tôi là đúng rồi. Bạch Tân Vũ nhéo nhéo cái lỗ tai của hắn ta, ngắm gò má hoàng mỹ tựa như tạc của hắn ta, nhìn không được mà bảo. Ông xã nhà này đẹp trai quá ta. Du Phong Thành lại không ngừng mỉm cười tủm tỉm. Bạch Tân Vũ cũng nhìn không được mà bật cười. Bầu không khí ngọt ngào tràn ngập ở trong thùng xe. Đến nhà hàng, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến bao sương đầu tiên tận cùng ở bên trong. Đẩy cửa ra là một căn phòng ấm áp lịch sự, có trải thảm tatami trang nhã. Bên trong bày biện vài cái đồ vật trang trí phong cách Nhật Bản. Ngọn đèn chiếu xuống ánh sáng ấm áp, đơn giản mà lại tinh tế, khiến cho người bước vào cảm thấy vô cùng thư thái. Hai người cởi giày đi vào, Bạch Tân Vũ ngồi xuống, liền ngã người ở trên tatami, cảm thán. Hết nè, đám người của quân đội gọi tôi là khó dây vào đó. Hỏi con nào con ấy đều giả quyệt, mệt chết tôi rồi. Nè, anh cứ nằm nghỉ một lát đi, chút nữa mới mang thức ăn lên. Bạch Tân Vũ xoay người, lăn đến ở bên cạnh của Du Phong Thành, tựa đầu trên đùi của hắn ta, ngon lành mà nhắm mắt lại. Nè, gọi mấy đồ tôi thích ăn nha, có được không? Một tay của Du Phong Thành lực menu, một tay nhẹ nhàng luộc vào trong tóc của cậu. Đương nhiên rồi. Lúc mà nhân viên phục vụ bước vào, liền thấy một người đàn ông anh tuấn mặc âu phục nằm ở trên đùi của một người đàn ông mặc thường phục lại càng anh tuấn vô cùng. Hơn nữa, thích ý mà nhắm mắt lại ngâm nga một bài hát. Không khí giữa hai người tự nhiên tựa như giữa một đôi vợ chồng già, khiến cho người phục vụ thẳng ngay đờ tại chỗ. Du Phong Thành đặt menu lên trên bàn, mắt cũng lại không chớp, mắt chuẩn xác gọi bày 8 món. Nhân viên phục vụ lại càng trợn tròn mắt hơn. Chưa bao giờ gặp qua ai có cái trí nhớ tốt như vậy. Cô suýt tí nữa thì không có kịp ghi lại. Ghi lại hết đồ ăn rồi, cô bèn đẩy cửa đi ra. Cửa vừa đóng lại, hai cái tay của Bạch Tân Phụ liền ôm lấy hông của Du Phong Thành, cà cả bụng của hắn ta. Nè, nhà hàng này cứ như là không có người vậy. Y tính thật đó. Tatami cũng rất là thoải mái. Không thì mình cũng mua một cái để nhà đi. Nè, để chỗ nào được chứ? Thì làm một phòng xông hơi rồi trải mình tatami. Anh chờ một lúc để chán ấy mà. Mà thôi quên đi, lắp đặt mấy cái thứ thiết bị này nó ồn ào lắm. Cũng đúng hả. Ngón tay của Du Phong Thành trượt từ tay của cậu xuống bả vai, lại nhớ đến bên vai bị thương của Bạch Tân Vũ. Nè, hay là cứ làm một cái đi. Hễ tới mùa đông, đè dây quanh là nhất thôi. Thường xuyên xông hơi cũng lại có lợi mà. Bạch Tân Vũ thấy ở trong lòng lưng lưng, cậu cười đáp. Tôi sợ là mùa đông chân của cậu lại khó chịu đó. Du Phong Thành tự diễu. Hai chúng ta vẫn là còn sống đến hôm nay, cứ coi như là được trời phù hộ đi. Bạch Tân Vũ tiếp lời. Nhớ lại những cái năm tháng còn ở trong báo tuyết đại đội, đã từng khiến cho cậu rung động. Bây giờ tim của cậu vẫn là như trước, đập nhanh. Cậu mãi mãi cũng sẽ không quên những năm tháng đó, không quên những chiến hữu đã cùng kề vai sát cánh. Du Phong Thành
siết nhẹ cái hộp vải nhung ở trong túi. Trong lòng dâng lên từng cơn xung động. Một lát sau, đồ ăn của họ được đưa lên. Những món ăn tạo hình thanh đạm, trang nhã được bày trên mười mấy chiếc đĩa sứ, vô cùng tinh xảo. Thế nhưng thoạt nhìn cái khối lượng này thì có vẻ hơi ít nha. Bạch Thân Phủ ngồi thẳng trước bàn, lấy tay cầm lấy miếng cá, ném một thể vào trong miệng, vừa nhai lại vừa nói: "Nè, từ lúc mà đi lính rồi đó, tôi vẫn là không quen cái kiểu ăn uống này bày đặt như thế này. Lấy còn không bằng húp đầy một bát lớn nóng hầm hập thì là sảng khoái đi. Chờ lúc tôi được nghỉ đi, chúng ta là có thể trời giờ báo tuyết cùng với bọn họ sinh hoạt vài ngày." Hai mắt của Bạch Tân Phụ tỏa sáng lên: "Nè, được đó." Nghĩ đến bánh màng thầu lớn bằng cái quả đấm ở trong căng tin của quân đội, thịt kho tàu mỡ mà không ngấy, cơm tẻ hạt hạt tròn viên, cậu lại nhất thời cảm thấy muốn ăn cho thật nhiều, ăn thật no. Hai người vừa ăn lại vừa trò chuyện vui vẻ hòa thuận. Cơm nước xong, đã hơn 8 giờ tối. Bạch Tân Vũ xoa xoa bụng: "Hơi nè, đồ ăn ở nhà hàng này chính là không tệ nha. Khung cảnh rất là hoàn hảo, cậu thật là biết chọn chỗ đó. Trước lâu mới chọn được mà." "Hả?" Du Phong Thành hỏi nhau một tiếng. "Nè, anh ăn xong rồi sao?" "Ăn xong rồi." Du Phong Thành lắc lắc chuông rất nhanh. Nhân viên phục vụ bước vào, hắn ta bảo: "Mang bàn xuống đi." Mấy người bước đến, mang bàn đi. Bạch Tân Vũ khó hiểu mà ngó Du Phong Thành. Du Phong Thành ngồi xếp bằng ở trước mặt của cậu, dùng ngón tay cà cà lấy sống mũi cao thẳng. "Có việc muốn nói vậy đó." Bạch Tân Vũ ngồi đối diện với hắn ta. "Sao vậy? Tại sao lại đột nhiên nghiêm túc vậy chứ?" Du Phong Thành nhìn cái dáng vẻ lo lắng của cậu. Có lẽ là vào trong lúc này, biểu tình của hắn ta chắc chắn rất là không bình thường, nhìn không được mà phải cười. Bạch Tân Vũ cũng cười, thả lỏng không ít. "Nè, rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì chứ? Ăn no rỗi việc à?" Du Phong Thành dùng sức để vò vào tóc, trước khi cảm thấy chính mình không có chịu nổi xấu hổ, cùng với mất tự nhiên mà đổi ý. Nhanh chóng lấy hộp nhỏ ra từ trong túi, rồi đưa tới trước mặt của Bạch Tân Phụ. Bạch Tân Phụ ngây ngẩn cả người. Du Phong Thành nhìn xoáy vào cậu. "Nè, cứ gọi anh là bà xã đã lâu rồi, nhưng mà ngay cả vừa đánh ướt cũng là chẳng có." Hắn ta nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. "Chiếc nhẫn này, nó được thiết kế theo yêu cầu của tôi đó. Trong trường không được phép đeo đồ trang sức, nhưng sau khi ra trường rồi, nhất định tôi sẽ đeo nó." Bạch Tân Vũ há miệng ra, chợt cảm thấy sống mũi của mình cay cay, nhưng nháy mắt đã tỉnh ra, xì một tiếng, nở nụ cười. "Cậu đó, Du Phong Thành à, chẳng ngờ rằng cậu lại nghĩ ra được cái trò này đó." Du Phong Thành xấu hổ mà nói: "Hết nè, tôi biết ngay là sẽ cười tôi mà. Còn cười nữa, nè, anh là muốn bị đánh, có đúng không hả?" Bạch Tân Vũ suýt chút nữa lại cười ra nước mắt, cười đến mức mắt đỏ hoe. Cậu đưa tay trái ra, cố ý nâng ngón tay, kìm giọng rằng: "Nè, đến, mau để cho tôi đi." Du Phong Thành kéo tay của cậu qua, có một chút thô lỗ mà đeo nhẫn cho cậu. Bạch Tân Phủ một phát bắt ngược lại con ngón tay của hắn ta, khí lực lớn, kỹ xảo sâu, ngay cả Du Phong Thành cũng là không tự tin là có thể đẩy ra được. Bạch Tân Phủ nhìn Du Phong Thành không chớp mắt, nghiêm mặt hỏi: "Du Phong Thành à, đây là cậu hôn sao?" Du Phong Thành không hề do dự đáp: "Đúng. Nè, muốn tôi quỳ xuống không chứ?" Ánh sáng chớp động ở trong đôi mắt của Bạch Tân Phụ. Cậu chăm chăm nhìn Du Phong Thành chừng 7-8 giây, đoạn nhếch miệng cười: "Không cần đâu." Cậu chực nhào lên trên người của Du Phong Thành, trực tiếp đẩy ngã Du Phong Thành xuống tatami. "Mẹ kiếp nó, vậy mà cậu dám giỡn cái trò này thật đó. Hôm nay là ngày gì mà đánh úp nhau vậy chứ hả?" Âm thanh của cậu đã có từng đợt nghẹn ngào, âm cuối hơi một chút run rẩy. Du Phong Thành giang hai cái cánh tay ôm xiết lấy cậu. "Là ngày
tôi còn hôn em. Trong lòng ngực của hắn ta cuộn cuộn một thứ tình cảm sâu đậm. Hết thảy máu thịt ở trong cơ thể này đều là vì ba chữ Bạch Tân Vũ mà sôi trào. Khóe mi của Bạch Tân Vũ rịn ra nước mắt. Tiếng cười lại càng lúc càng lớn hơn. Cậu gắt gao vò lấy tóc của Du Phong Thành, ha ha cười không ngừng. Hưng phấn cùng với rung động ở trong tâm đã không cách nào dùng ngôn từ để có thể biểu đạt được. Du Phong Thành đè gáy của cậu, dùng sức hôn lên trên phiến môi của cậu. Bạch Tân Vũ cứ thế mà cười lên trên người của hắn ta. Hai người kích động thân mật môi lưỡi, đụng đầu cái khóe môi cũng chẳng hề muốn kết thúc nụ hôn triền miên này. Bạch Tân Vũ thở hồng hộc rồi ngồi dậy. Nè, nhận đâu chứ? Tôi muốn đeo cho cậu đó. Cậu lục lọi cách nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được cái hộp. Lấy chiếc nhẫn từ bên trong ra, đặt ở bên môi hôn một cái. Ngón tay đâu? Du Phong Thành đưa cái ngón đeo nhẫn lên, mỉm cười nhìn cậu. Bạch Tân Vũ trịnh trọng nắm lấy tay của Du Phong Thành, đem chiếc nhẫn kia lồng vào trong ngón tay của hắn, thở dài một tiếng. Du Phong Thành bị chọc cười. Chỉ là đeo nhẫn thôi mà, cũng đâu có phải bắt anh nhảy vào núi đâu. Bị lừa gì đâu chứ? Bạch Tân Vũ liếm mà một cái. Trước đây tôi cũng có tưởng tượng ra cái cảnh đeo nhẫn cho người kia rồi. Như thế nào chứ? Chắc chắn không phải là đàn ông rồi. Nè, anh đừng nghĩ là có thể đổi ý chứ. Ai nói là tôi muốn đổi ý chứ? Bạch Tân Vũ hăng hái đeo nhẫn vào cái ngón áp út của Du Phong Thành. Cậu không nặng không nhẹ mà cắn một cái lên trên ngón tay kia. Từ đây trở về sau, cậu chỉ là của tôi rồi. Du Phong Thành xoay người, đem cậu ta áp lên trên tatami. Tôi vẫn luôn là của anh mà. Bạch Tân Vũ cười lớn, túm lấy cổ áo của hắn ta, một lần nữa đặt lên trên môi mà hôn hắn. Trong căn phòng Nhật Bản nho nhỏ, dòng không khí ấm áp ngọt ngào lặng lặng chảy xuôi, hội tụ thành biển cả hạnh phúc đã khiến cho bọn họ sa vào trong mê say.